chơi rồi. Đi vô. Ôi nè. Quá trời quậy rồi. Hay tao mình như bắt cóc bỏ dĩa gì đó. Dạ xin chào bà cô chú. Quá trời mưa không bà cô chú ơi. Ôi gió mạnh quá Tâm ơi. Gió mạnh quá. Chạy vô, chạy vô, mưa, 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 chạy vô. Vô, 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 vô. Không có được, không có được. Chạy vô, chạy vô. Lá cây. Ôi trời nhà con. Chào ông bà cô chú nha, đây là nhà con. Mỗi lúc mà mưa đây, gió quá trời mạnh luôn. Tâm thì thích mưa lắm. Mua mấy miếng giấy này là ba chục ngàn. Che vòng vòng nhà đừng cho mưa tạt nè ông bà cô chú. Đi vô con, vô con, vô. Dạ. Dạ. Wow. Đi vô đây này Tâm. Vô 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 vô. Rồi rồi tới, mưa tới là bắt đầu Tâm quậy rồi. Kìa. Vô 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 vô. Tâm ơi đi vô nè, ngoài bương mà ngoài mưa nguy hiểm lắm. Rồi vô 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 vô. Vô. Yeah. Mưa tới rồi. Vô. Vô. Vô rồi. Ôi ơi. Mưa đẹp luôn á. Tâm hãy nói nghe nè, Tâm hãy nói nghe nè, ngoài mưa nó nguy hiểm lắm Tâm. Nguy hiểm lắm, có chết nữa đó. Ê, ngồi, ngồi, cô chú ơi. Mỗi lần mỗi lần mưa là gió dữ lắm, gió luôn. Đây, giới thiệu cho ông bà cô chú đây, đây nè. Đây, yêu được cà chua. Ướt tóc cái con mưa, ướt tóc đó. Ơ à, ngoài đó xinh 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 xinh. Cười cười quá hả, chạy chạy vô nước, chạy vô nước đi, vô vô để cha che lại để bị mưa nè. Vô đây mình ngắm Tâm mưa được mà Tâm. Tâm vô đây mình quá. Ngắm mưa nè. Tâm quậy quá bà con chú ơi. Tâm chưa quậy mưa chú ơi. Thôi 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 thôi. Vô vô vô. Đi vô chết nha. À đi vô. Mấy vậy là hai là hai. Ê Tâm 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 Tâm. Rồi 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 rồi. Rồi rồi thấy chưa. Ôi nè. Ôi nè. Quá trời quậy rồi. Nè cái chân em nè Tâm chị. Nè con thấy chưa. Chạy vô, chạy vô. Mưa, mưa, mưa. Để mưa cho bệnh nó Tâm. Mưa, mưa bệnh. Mưa bệnh. Thôi đừng rồi. Đừng uống dép ở nhà nha. Tê lên mình khu ha, khu nị khu đu. Ờ, như nhà mình ngắm mưa hay nè. Mưa mưa vui. Tâm quậy quá rồi. Gặp trời mưa này quá. Nữa. Tâm thích quá. Thích không? Gặp trời mưa này con thích không? Dạ. Yeah. Gió quá trời gió mụn chú ơi. Rồi vô chà chân nha. Chùi chân cho sạch. Em bé. Rồi lên võng ngồi cho chắc chị. Em bé. Em bé ta này. Chín chín chín. Ơi Tâm Tâm em. Tâm em. Dạ. Lại đây lại đây lại đây. Chưa chưa sạch nè, chưa sạch nè. Bên đây nữa nè. Bên này ở nhà bốn cha con thôi, mẹ gồng về bển giặt đồ rồi. Tâm chị. Con quá rồi, Tâm quậy quá trời quậy rồi. Tâm em ơi. Em mới dắt vô chơi hai hai buồn quá nè. Em mới dắt vô chơi. Con nói rồi, ngày nay lý do tại sao con nghỉ học. Con không đi học. Quá rồi, Tâm quậy quá rồi bà con chú. Cha vô rồi, cha với anh hai vô phòng rồi đó. Chơi đi.
Mưa ướt đầu hồi là ướt tóc về là mẹ quýnh đòn. Ê đây nè, bây giờ quậy là đi học liền nghe nghe Tâm. Con vô đây nghĩ nói chuyện rồi. Ừ vô thì cảm ơn à. Dạ. Vui quá à. Rồi vô. Rồi vô đưa dẫn nè. Để cha căng cái màn lại. Miếng màn này đỡ cái là miếng màn không có bị thấm nước. Và à, bây giờ là cha biểu nè. Bây giờ nè, lên võng ngồi cho cha làm công chuyện. Làm nghe, công chuyện gì? Mình không có được phơi mưa. Tóc ướt rồi nè, thấy chưa? Rồi xong. Tóc ướt rồi đó. Nha. À, để cha kêu Tâm chị vô. Tâm chị đi vô nè con. Ôi. Ôi, đâu có được vô Thao. Vô. Ê, ướt đầu, ướt đầu, ướt đầu. Ướt đầu đó con. Cho con vô cái nó mới được thêm chị cũng vô mà. Đâu có, cha ẩm Tâm chị ra nè. Rồi, vô. Vô. Bắt cóc bỏ dĩa cũng như hai Tâm như bắt cóc bỏ dĩa gì đó. Đây đây đây, lên giọng, lên giọng, lên giọng, lên giọng lên đây. Đây đây, hết mưa rồi thôi 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 thôi, thôi. Nói là lý do tại sao ngày nay hai đứa nghỉ học. Tại gì? Bị tiêu quá hả? Tâm bị tiêu quá nghe, bị tiêu quá yếu đừng ruột. Hôm nay nên là yếu gì là do Tâm bị gì nói kỹ, bị đau bụng là bữa nay mới ở nhà, cho ở nhà mà Tâm quậy quá, quậy chịu hết nổi luôn rồi. Vô hầu cha chải tóc lại cho gọn. Mai nghỉ ngày mai học quần. Mai học ướt quần rồi. Ướt cái hả? Ướt chút xíu à, không sao đâu. Ướt quần rồi. Đi vô cha chải tóc nè. Nắng rồi cha ơi. Nắng hả? Quay vô con, ngồi quay vô. Đó, nắng mới chút xíu gì đó, không có che cái ngay cái cửa là chá rồi. Bởi vì nhà của Tâm là che hết trơn, vòng nhà hết trơn luôn rồi. Chưa. Sao con? Thì sao cha không nhắn cửa đó không đi? Sáng còn bừa bộn quá. Nắng. Lo cho Tâm không à? Nắng. Không có dọn dẹp gì được hết trơn á. Con dọn cho. Ai? Con dọn cho. Ai dọn? Con dọn. Con lau nhà, Tâm em quét nhà. Được không? Được. Vì Tâm em quét rồi, Tâm chị lau phải không? Được phải. Thôi, làm ơn đi. Mới ngồi chơi là vui rồi. Đừng có quậy là vui rồi. Nhưng mà con muốn quét nhà. Con muốn quét nhà hả? Thôi được rồi con. Đúng ơi. Đúng rồi nè. Ba anh em vô phòng xong, cái ba anh em vô phòng chơi là vui dữ lắm mà cha khỏe dữ lắm mà cha làm được. Nha. Cha làm được nữa, cha mệt rồi sao? Không có mệt đâu, con ngồi ở chổng là cha khỏe rồi. Tâm em. Ừ. Tâm em sao? Con giúp con lau nhà đi. Con làm gì? Con lau. Con lau nhà hả? Con lau nhà. Thấy nhà dơ dơ quá. Dơ không? Cha thấy sạch mà. Có dơ. Anh hai quay sát ơi, cho ông bà của chú xem ơi, cha thấy nhà sạch mà. Thấy nhà dơ. Nhà sạch bông sáng bóng luôn. Cha quét rồi vậy đó mà Tâm quậy quá, quay dơ nữa rồi. Cha quét hồi nãy đi cha. Hử? Quét hồi nãy. Cha quét hồi nãy. Anh đâu thấy cha quét đâu. Rồi. Để con quét. Đẹp rồi đâu, quay lại cái. Ờ đẹp rồi, còn rồi, tới Tâm em. Đâu. Đẹp không, con thấy tóc Tâm chị cha cột đẹp không? Đẹp, dạ không. Hả? Đẹp, sao vậy? Đẹp, đẹp không? Đẹp. Cha cột tóc hai bên còn đẹp hơn nữa. Cột hai bên hả? Cha không biết cột, cha chỉ biết cột chị thôi à. Rồi chứ con chỉ cột hai bên á. Ừ, để cho về mẹ kè cột đi, cha chỉ cột chị thôi. Cha nha. Còn làm công chuyện nữa. Trời. Chiều cái mình đi trồng cà chua. Cà chua với dưa hấu nè, với sầu riêng. Hả? Dữ vậy? Với
Không phải sầu riêng với nấu đâu mà ớt để bánh gì? Cái gì trồng bắp nữa, trồng nhiều cái bắp phải không? À, Long lấy cái chén bắp kìa, chén bắp à. Mày cũng đang ương bắp đó mà cô chú, đất ngoài ruộng vô trồng bắp tốt lắm. Mày cũng ương mớ bắp này là gọi là bắp tím nè. Ủa sao bắp tím nha? À, cha đang ngâm, mưa chút xíu rồi hết rồi. Cái nó có đắng. Rồi sẽ ngâm, thì có đắng không? Đi ngâm hộp bắp hả? Đúng rồi, hộp bắp đó. Đó, đẹp gái rồi, đứng dậy. Hộp bắp á, cha. Em bỏ vô cái nồi á, cha bỏ dầu vô, tắm nó bùng bùng luôn em á. Đúng rồi. Cái đó là bắp gan, còn cái này là mình bắp mình trồng. Vài bữa mình trồng cái từ từ mình có bắp mình ăn. Đó, rồi cất lên, cha mới ngâm à. Mới ngâm. Ừ. Hết mưa rồi, mưa có chút xíu là hết rồi. Mưa chút là còn chuyển nữa, còn mưa nữa kìa. Mà cô chú ơi, cái này gọi là kẻ húi á. Kẻ gì? Đây nè, cho ông bà cô chú xem nè. Nếu mà bình thường đó nha, là che cái kính hết trơn cái nhà luôn đó. Đó, kính mít cái nhà luôn. Còn ở trước này nữa. Ở trước này chưa gắn lên. Kính bít luôn. Ở trước này nè Long. Long đang cầm máy quay đó ngoài của chú. Đây nè, không gài em lý mà. Mấy ngày nay cô chú kêu quay ở trước cho cô chú xem. Do ở trước là nguyên cái sân dài ra tới ngoài lộ á, chưa có dọn dẹp gì được. Nên hôm gài mày cũng không có quay ở trước này. Còn nếu mà nhìn vô nhà thì đây. Đó. Đứng trước nhìn vô đó và cô chú. Long nè, Long ơi. Long nãy giờ cầm máy quay không à. Chào các ơi. Nè, con cầm máy con quay đi. Cầm lên mà kiếm không được. Có bốn cha con thôi. Cầm con nha. Hả? Ê, cái này không được, cái này không được. Cái này của cha, không có phá được. Rồi, ngồi chơi đi. Quỳnh. Hết giận đúng không? Hai đứa nãy giờ đang giận nhau hả? Không có. Có giận nhau không? Hai đứa phải thương nghe. Đi dục cái gì Tâm? Em đi dục với mấy mấy. Đi dục chung sọ kéo đúng nơi quy định chứ. Mơ có kéo con miếng rồi mấy anh em bị cháy nắng nè. Trời chó mà. Con miếng này là phải che suốt chứ nè. Con bụi bọn quá trời, có ơn mày. Rồng chưa về nữa. Rồng về bển. Dạ nói kẻ hút. Giật luôn à. Ở trong kia là nhà nội nha bố chú. Em mừng chú, em mừng chú. Lên đó nè. Nói gì? Đi dở cái tủ này. Chứ vậy? Đi dở cái nấu nó là biết. Dở gì? Dở này hả? Ờ, có mấy cây kem chứ gì? Thấy không? Phải. Tối có kem ăn. Kem á để chiều mới ăn. Quá rồi Lâm Tâm ơi. Ông bố chú ơi. Nhà con có chỗ sạc mà cứ máy lạnh. Máy lạnh ở trong này. Trời ơi, giới thiệu quá rồi. Ở đây có lạnh nè. Đây. Đi. Con hai qua những Tâm rồi nè. Rồi. Long mấy ngày nay Long qua đây Long ngủ luôn. Sắp xếp cho thấy xếp màn chưa có gọn mấy á Tâm ơi. Con không nói là hồi nãy con xếp xong cái Tâm sóc ra đâu nha. Con không có sách nghe Tâm dị sóc nha. Hồi nãy Tâm chị giận cái gì đó đúng không ta? Chị giận sao Tâm chị sốc đúng không ta? Không. Cái cửa sổ vậy nè mà cũng phải trái nắng này, cũng phải giờ cũng phải kiếm cái gì để che cái cửa sổ. Trái nắng mới đứa chịu không nổi. Cũng chưa cũng khó. Rồi, đi ngoài. Đi thôi. Đi ngoài làm chi? Ở trong mình chân này có quạt nữa. Cái gì? Mình này có quạt nữa. Đi lại trong này chơi nghe. Nghe, ra ngoài trái nắng quá à. Nghe. Dạ.
Thôi bây giờ cha lấy cái màn cha che đỡ nha. Dạ. Che đỡ đừng cho bị nắng nghe Tâm. Đó, phải kiếm miếng màn lẫn che. Nhưng mà bây giờ thì chưa có thì che đỡ đi. Nên nó phong hai năm một chút. Chờ đó mình còn có chơi. Chưa có màn thì mình che đỡ bằng cái này nghe. Cái này có màn nữa chưa? Để ngồi cho điện mẹ coi. Mua màn đúng không? Ông bà chú ơi. Để đang nói nghe nữa nè. Nói gì nói hoài vậy? Ở đây. Ở đây biết. Cái gì hoài vậy Tâm? Phòng 2 lại đây. Gì qua phòng 2 nữa hả? Qua phòng 2 gì biết. Sao phòng 2 sao? Phòng 2 dọn hết chơi xịt bon này. Nhưng mà ở đây là gì? Không. Không có sạch bò. Hả? Ở đây còn anh hai chống lỏng rồi. Thôi đi về ra đây. Còn hai chống lỏng hả? Mấy ngày nay tao Long ngủ. Mình nên buồn quá. Có phải tập cho quen nhưng mà mấy ngày nay cho qua đây ngủ à. Ông có anh hai buồn đâu mà anh hai tò ma. Đâu, đâu sợ đâu. Tại anh bình thường hay ngủ bình thường mà. Tại anh hai ngủ mình nên anh hai buồn. Tại hôm qua con thấy anh hai ngủ một mình đó. Buồn hiu à. Hay qua đây hay ngủ cho nó mát à. Qua có Tâm mới vui. Có Tâm mới vui. Đó hết rồi, che. Che tạm thời là được vậy thôi à. Có miếng màn thì căng lên cho nó đàng hoàng cho nó đẹp lại. Hi ơi em cơ. Rồi xong rồi, mát chưa? Tâm dạ. Mát chưa? Đó, bớt cháy nắng rồi đó. Rồi chơi nghe. Nghe. Tâm em ơi. Cái bên này chơi. Dạ. Cái bên này chơi Tâm ơi. Chuyện làm gì đó. Tâm thấy dục. Nội chú nhìn người diễn này không? Đi chưa? Chưa nãy chụp được con á. Nhìn con cái này con vui hơn nữa nè. Cái này con vui hơn nè. Hôm qua tụi mẹ ngủ Chuông qua tụi mẹ ngủ mà chị. Chị đẩy lên chụp. Đẩy lên chụp. Không được chị tập. Chụp hoài luôn. Hôm qua giờ mưa lớn lắm Tâm. Mưa này mà ngủ như là đã nè. Con này chụp được con nào. Mưa trước nhìn con phải diễn này đúng không? Tâm em đâu lại cha biểu coi. Dạ. Sao vậy? Sao tự nhiên Tâm chị quạo vậy? Con có biết mà hồi nãy chị đi ngang con. Tâm chị lấy Tâm chị quạo con á. Sao kỳ vậy? Con không có biết. Con có chọc Tâm chị không? Dạ không. Tâm chị ngất cũng hai nữa. Sao vậy Tâm chị? Sao con không vui vậy? Tâm chị à? Tâm chị. Đây ra đây cha biểu nè. Cha biểu nè. Sao vậy? Tự nhiên cái đưa cái mặt cho coi coi. Cái mặt không vui nhìn kỳ vậy. Ở nhà với cha mà không vui sao? Vui không Tâm em? Dạ vui. Tại không vui đâu mà cô chú. Cháu bánh mặt hay luôn rồi nè con. Em có mặt hay cả. Sao bây giờ con xin lỗi anh hai, bên tay xin lỗi anh hai đàng hoàng. Mai mốt không có đi dám được như vậy nữa nghe chưa? Có gì thì đi mét cha, không có được như vậy. Rồi, ba anh em ngồi chơi đi, vô chơi đi. Sao kỳ vậy? Con mét kẹp á hả? Con giỏi quá luôn. Em chiên mét. Em chỉ khều thôi chứ em đâu có quà đâu con. Em giỡn. Thôi gạo chút thôi. Không sao. Giờ ngồi chơi nè. Rồi ba anh em ngồi chơi đi.